để trẻ cầm nại cây xanh. Lúc ra xe tốc độ màu lẹ mà có máu liều cần hết cả chặng. Có nhiệt huyết còn với đam mê mà chưa bao giờ anh muốn từ bỏ, nhưng cũng vì suy nghĩ tương lai và đam mê gắt lại từ đó. Anh bắt đầu định cư sang Mỹ mà tháng ngày dài gắt lại đam mê. Bỏ rừng đua con xe cất kỹ mà nhưng anh lại không quên lời thề. Ngày nào đó anh sẽ trở lại và anh sẽ cháy hết mình như xưa. Mà để cho anh bao lần vấp ngã mà phải đứng lên vì một câu hứa. Đi lên hai bàn tay trắng mới sợi cố gắng đổi lấy thành công. Anh mong mình sẽ được trở lại mà một câu nói nghe sau danh lòng. Đi làm thế đổi lấy bê ngàn mà để trang trải cuộc sống ta hương. Có ai đâu thấu hiểu chuyên đề mà một cuộc sống ở nơi phương xa. Và tuổi trẻ bước chân đầu đời mà ôm trong mình ước mong hoài bão. Mà con thuyền này chịu nhiều sương gió mà phải vượt sóng để được vào bãi. Có năm tháng nhìn trôi lên đến vì sức người đây phải có hạn. Mà phải dùng hết sức đời trái trẻ mà lấy đường tay năm này tháng nọ. Khi trong máu chỉ đã qua. Bén lắm ha. Chạy khoái lắm, nó mạnh lắm. Đang thử dàn âm thanh. Thừa tướng, thủy quân của ta thiệt hại toàn bộ, lửa mạnh quá, đập trường toàn lực sống lên. Coi phim hơi bị đã nha mấy bạn. Đã điều chết chứ các người. Chỗ này là chỗ mà cấp bản số xe mấy bạn. Ở đây có mấy chục chỗ là cái phải gọi điện, vốn qua gọi điện chỗ này nó là số 8832. Cái anh Tý mới xin nó. Anh Tý mới xin nó lúc nào có số 8888 là gọi điện á, thành ra nó gọi điện á, đó. Giờ tới lấy nè. Ê ê mà bạn số 888 nữa còn gì bằng không mấy bạn. Canh đúng hả? Hay quá. Thiệt tình. Ê 8 mà biển số 888 nữa còn gì bằng đúng không? Quá dữ luôn. Ngầu quá. Mở cửa ra cái hiện nguyên cái đèn luôn. Quá dữ. Đang đi với thằng Long nè, bị cảnh sát quay đèn, không bật signal thấy không? Ghê lắm. Mới ăn tô phở đó, mới ăn đó. Cái này cái turbo tí mua cho chiếc Audi á. Cái turbo đó mà hai cái turbo này mà dealer đòi 10.000. Xe mà hư mà đem vô dealer là cúng tiền ghê thiệt. Wow. Này from nó gửi bên Inland qua luôn ghê thiệt. Rồi, giờ chạy good rồi nè. Hôm bữa là đó. Cái chiếc xe này, chiếc Audi á, tí có cái thư triệu hồi á. Nó kêu là bị recall. Cái nhớt á nó lên ít quá, nó lên cái turbo không có kịp. Thành ra cái turbo cái bị cháy hoài, nó gửi cái thư về nó nói vậy rồi chứ mà nó gửi cái thư mình nhận được cái thư là cái turbo của mình banh rồi đó, nên tí mới thay lại hai cái turbo khác á. Ghê thiệt. Đó, nên nãy mấy bạn thấy tí lúc mà tí quay phim á. Bây giờ chạy gớt rồi, hôm bữa chạy đâu có được đâu. Mà đem vô turbo nó để cái thư á, sửa thay hai cái turbo không 10.000 mà mua trên mạng đâu mà. Hai cái turbo đâu có nhiều với tiền công thay nữa, khoảng chừng á rẻ lắm. Đó, bây giờ ở đầu quốc nè. Trời ghê thiệt, như để chưa không dám chạy nào đó, đường vắng que luôn. Mới thay turbo á. Đó, để cái lên 100 mà chưa đạp ga nha, mới mí thôi đó. Đó. Vừa chạy tay vừa quay phim nữa đó. Chiếc này VA nữa thôi. Đó giờ hết rồi đó.
Đây. VA Twin Turbo nè. Đó, hai cái turbo. Hai cái turbo nằm trong đó đó. Wow. VATFSI mạnh lắm nha. Thun ở chiếc này cũng hơn 500 horsepower đó. Đạp ga cái là dính ghế. Ghê thiệt. Đây. Có hit seat và có cool seat. Máy lạnh máy nóng cái ghế đó, hiện đại lắm nha. Cửa là hit đồ hết đó. Cái ghế màu không như ý tại mua xe cũ, không phải màu đen. Mạnh lắm. Để một cái lên 100, 150 là dễ dàng. Ở sau đó, cái này là cái ghế ăn sau nó rộng lắm. Cái chân, chỗ chân nào, cái nó kêu là lon, lon bay á, là cái dài á. Nói chung chiếc này tí đi hàng ngày thích hơn. 8 máy Twin Turbo nữa. Đó, thun lên cũng 500 mấy giờ horsepower. Đạp một cái lên, đạp cái lên ghê lắm. Chạy đã. Tí là thánh đấu phim tàu à. Đó, này trong xe thôi, bình thường. Tiếp theo là dùng hàng năm của tiệm trang tay cổ nguyên. Nếu chúng ta đầu tư. Đó, có cái này nè. Đó, có chị S á. Hồi chị S ra highway bấm lên chị S chạy ghê lắm á. Đó, giờ cái drive thường thôi. Đó, sport nha. Để cho lên 70 liền ghê quá. Đường cho chạy cái 65 à. Anh đi thử lên thử nhiều à. Chưa đạp mới mí 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 gà ghê quá. Mới mí mí gà thôi đó. Không có đạp luôn á, giờ đang thả ga ra luôn á, ngay chỗ này có cảnh sát hay đứng lắm. Wow, ghê thiệt cả nha. Nhẹ hơn Lambo luôn, Lambo lên cái nó ồn lắm. Lên cái máy nó gầm, con này lên cái nhẹ tơn à. Đó, phải giảm ga khúc này lại. Cảnh sát hay đứng khúc trên cái này lắm nè. Ngay cái đường giữa cảnh sát hay đứng lắm giờ hết rồi. Ghê không? Ghê không? Đá cái lên liền thôi. Camera back up luôn là đầy đủ. Coi cái cửa đằng sau nè. Cái này nó kêu, cái model này nó kêu là cái dài á, ở đằng sau rộng lắm. Đó. Đồ điều khiển. Đằng sau ngồi. Đằng sau ngồi như sếp vậy đó. Màu không phải màu đen thôi nhưng mà cũng được. Đó, AANL là cái lon á. 4.8 máy ghê quá, mạnh như gì đó. See? Bentley and Louis like a boss. Yeah. Yeah. Like a boss. Yeah, đã đi chở tụi con đi ha. Đã đi làm tài xế cho tụi con đó. Ok. You like it, Bentley? Yeah. Yeah, con thích không?
cái bánh 20 hơi nhỏ phải không mấy bạn? Nãy giờ bỏ bánh vô chạy nó không có êm. Sau này tí già là cũng hết muốn độ rồi. Thích đi êm ái à. Báo hiệu của tuổi già. Bỏ này bỏ bánh 22 vô bỏ, thí dụ mình bỏ bánh á xong mình bỏ cái vỏ nó mỏng lắm, chạy nó không có êm ái, nó không có đã. Mấy chiếc xe này là cần sự êm ái.